Đi. One, two, three. Hello mọi người, và cô đã quay trở lại rồi đây. Và chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Cô Thảo TV. Và trong video hướng dẫn lần này thì mọi người sẽ cùng tiếp tục học bài Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng MTP nha. Và đoạn hướng dẫn lần này mọi người sẽ học đó là đoạn ending, phần cuối trong bài này ha. Thì trong video lần trước thì cô có làm đoạn chorus là đoạn điệp khúc của bài này rồi, cho nên mọi người có thể vào theo đường link ở phía trên và cùng học với cô nha. Còn bây giờ thì mọi người cùng bắt đầu học đoạn ending luôn nhé. Let's dance. Ok, bây giờ mọi người sẽ bắt đầu đoạn đầu tiên ha. Rồi, phần tay của mọi người nè, mình sẽ lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì mọi người sẽ gõ xuống nha. 1, tay phải trước. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì phần chân của mọi người ha, chân sẽ đi ngược tay, được chưa? Rồi co chân trái lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đã lên. Thì chỗ này mọi người sẽ nhảy lên cho mình ha. Rồi, nhìn nhé. 2, đi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tập trung nha. Rồi, 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi, thì đoạn đầu tiên là như vậy ha. Rồi, tiếp tục nè. 1, 2, phần tay. 3, 4. Thì mình đẩy ra phía sau. 1, 2, 3, 4. Rồi, 5 and 6. Thì mọi người sẽ xoay. Rồi, 1, 2. Tay trái chống vào đây ha. 1, 2, 3, 4. Rồi, xoay nè. 5 and 6. Đẩy ra phía sau. 7, 8. 7, 8. Thì tay đưa lên. Được chưa? Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Xong rồi thả tay trái xuống. 7, 8. Như vậy nha. Bước chân nè. 1, 2. Được chưa? Lùi chân phải về. 1. Xong rồi chậm chân trái vô. 2. Rồi đổi. 3, 4. Rồi tiếp tục nè. 5 and 6. Lặp lại. Rồi 7, 8. Mọi người nhảy lên. 7, 8. Rồi nhảy lên nha. Nhìn nha. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8. Được chưa? Rồi đi chung nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8. Ok. Rồi bây giờ mọi người đi lại từ động tác này cho mình ha. Rồi nối vô nè. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dựng. Rồi tiếp tục đặt chân phải ra phía sau. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8. Nói vô nha. Nhảy lên nào. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, thử nhảy chậm đoạn này đi nha mọi người. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mọi người tiếp tục nè. Rồi, sau khi mọi người đi tay ha, thì cái đoạn này là một tay. Xong rồi đoạn tiếp theo thì mọi người sẽ đưa hai tay lên. 1, 2. Mình đẩy ra phía sau luôn. 1, 2, 3, 4. Rồi, 5 and 6 nè. 5 and 6 cũng xoay luôn. Được chưa? 7, 8 nè, từng tay. 7, 8. Tay phải trái. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Nhưng mà cái này đi từng tay nè. 7, 8. Rồi, phải trái. Thì phần chân cũng y chang luôn. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Cũng xoay luôn. Nhưng mà 7, 8 mọi người bước nè. 7. Dậm chân trái. 7, 8 ha. 7 nè, dậm chân trái. 8. Dậm chân phải ha. Nhìn nha. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8. Được chưa? Rồi, 2, đi nè.
1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. Rồi tiếp nha. 7, 8, 1. Rồi, 1 thì mọi người dậm chân trái cho mình. 1, mở tay ra. 1, 2 and 3. Rồi, tay phải của mọi người đặt ở trái tim ha. 1, 2 and 3, 4. Rồi, 1, 2 and 3, 4. Rồi xoay. 5, 6, 7, 8. Thì mọi người sẽ xoay. 5, 6, nắm lại. 7, 8. Bằng chân nè. 1. Được chưa? Dậm chân trái. 1, 2, and 3, 4. Đó. 2 and 3. Rồi. Đá chân trái lên. 2 and 3. Co lại. Rồi. 2 and 3. Thì lúc này người của mình đẩy lên phía trước. Chạy về. Đẩy lên phía trước. Nhìn nha. Trước nè. Đằng sau nè. Trước nè. Rồi. 1, 2, and 3, rồi 4, 5, 6, đó, nắm lại, 5, 6, rồi 7, 8, thì đưa tay lên và lên, 6, 7, 8, nhé, nhìn trước nè, 1, 2, and 3, 4, 5, 6, rồi 7, 8, 7, 8, mọi người bước đi ha, 7, 8, rồi, thật nha, dặn nè. 1, 2, and 3, 4, 5, 6, xoay qua, 7, 8, rồi, 2, đi, 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bây giờ mọi người sẽ nối từ đoạn hai tay ha. Rồi lùi về, 2, đi, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Rồi, từng tay. 7, 8. Rồi, giảm nào. 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liên tục luôn nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. 1, 2, in 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, thử nhảy chậm đoạn này luôn nha. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, and 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, and 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Thì nguyên tổ hợp của chorus 1 và chorus 2 thì mọi người sẽ lặp lại ở đoạn tiếp theo này. Rồi sau khi mọi người kết thúc 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi mọi người kết thúc ở đây rồi thì mọi người sẽ lặp lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, nhảy 7, 8, 2, tay 2, 3, 5 and 6, 7, dậm chân, 1, 2 and 3, 4, 5, 6, 7, 8, mọi người giữ lại, được chưa nào? Rồi, mình sẽ đi làm một lượt chay ha, sau đó ghép nhạc luôn. Rồi sau khi đi nè, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 5, 6, dậm, 7, 8, 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, giữ lại. Rồi, thử nhảy chậm đoạn này luôn nha mọi người. 7, 8, and 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, and 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu thích thì mọi người nhớ là nhấn nút like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thảo TV. Rất là cảm ơn những chiếc super thanks mà mọi người đã gửi đến cho Cụ nha. Để xem bản full speed thì mọi người cùng nhấn lên bên cạnh ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.